Shin Tae-jang tiếp tục nguyện rủa Việt Nam, bỡ đít Thái Lan cho trận lượt về cả Đông Nam Á ngao ngán. Huấn luyện viên Shin Tae-jang dường như vẫn chưa thể quên thất bại cay đắng trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Ông tiếp tục lên mạng xã hội phân trần công khai ủng hộ Thái Lan đánh bại Việt Nam ở trận chung kết lượt về. Trang thông tin tổng hợp Naver của Hàn Quốc chia sẻ bài blog của vị huấn luyện viên Shin về thất bại của Indo tại kỳ AFF Cup 2022, trong đó có trận thua đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Trong bài viết, huấn luyện viên Shin tiếp tục đổ lỗi cho mặt sân Mỹ Đình là một phần nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua. Đây không phải là cái cớ, nhưng hãy nhìn vào mặt sân Mỹ Đình mà xem, nó khiến cho quả bóng này không giống như là bình thường. Điều đó cho biết đội tuyển Việt Nam đã tung những đường truyền dài vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Indo khiến chúng tôi thủng lưới, ông viết. Bên cạnh đó, ông còn đổ lỗi cho giải vô địch quốc gia Indo và sự thiếu tập trung của các học trò. Giải vô địch quốc gia Indo đã tạm dừng hơn 2 tháng nay vì thảm kịch dẫm đạp ở sân vận động, do đó các cầu thủ không thể duy trì cảm giác. Trước thềm AFF Cup, chúng tôi còn không có một trận giao hữu nào, các cầu thủ tập luyện tốt, tuy nhiên cần trận đấu thực tế để làm quen với nhịp độ. Trong trận đấu với Thái Lan, các cầu thủ của tôi đã đánh mất sự quyết đoán, phong độ và sự tự tin. Tôi đã chiếu lại những tình huống quá chậm, bỏ lỡ cơ hội, nhưng phương pháp này không hiệu quả. Lúc ở sân sau trận gặp Việt Nam, tôi đã rất tức giận và yêu cầu các cầu thủ phải xem video để cải thiện hơn nữa, huấn luyện viên Shin cho biết. Cũng trong bài viết, ông Shin khẳng định không có hiềm khích với huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc căng thẳng giữa hai người là điều bình thường trong một giải đấu. Huấn luyện viên Shin trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi vào ngày 16 tháng 1. Dự đoán trận chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan, ông Shin đã chia bài. Việt Nam không có lợi thế để thắng từ sân nhà Mỹ Đình nữa. Khi đá sân khách, Indo đã suýt thắng. Họ không chỉ một bàn. Chính vì thế, tôi nghĩ Thái Lan sẽ đè bẹp Việt Nam ở lượt về. Hiện tại, tương lai của Shin Tae-jang tại bóng đá Indo vô cùng mờ mịt. Tờ CNN của Indo đã tường thuật phát biểu của ông Rahman, thành viên Ủy ban điều hành PSSI. Huấn luyện viên Shin Tae-jang phải từ chức hoặc bị sa thải. Việc đội tuyển Indo thất bại hoặc bị loại trước đội tuyển Việt Nam vì thua tổng tỷ số 0-2 tại bán kết AFF Cup 2022, người phải chịu mọi trách nhiệm chính là ông ấy. Ông đã đưa ra tuyên bố nói trên khi đến sân Gelreapungkorn để tham dự cuộc họp với các thành viên trong Ủy ban điều hành PSSI vào ngày 12 tháng 1. Một thành viên khác trong ủy ban là ông Somicho, mặc dù từ chối bình luận về thất bại của Indo nhưng vẫn nói một cách đầy dụng ý. Huấn luyện viên Shin Tae-jang đã được tạo mọi điều kiện từ tiền lương, cầu thủ lẫn các vấn đề hậu cần nhưng chưa gặt hái được thành quả như mong đợi. Được đầu tư và đặt nhiều kỳ vọng sau thành tích của đội tuyển Indo dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-jang lại không như mong đợi. Tại các đấu trường khu vực, giải vô địch quốc gia bóng đá Nam Đông Nam Á gần đây nhất, đội bóng xứ Vạn Đảo đều phải nhận thất bại cay đắng trước Việt Nam và Thái Lan. Sau khi trở về từ thất bại Mỹ Đình, thay cho ông Shin Tae-jang đang phải gánh chịu rất nhiều chỉ trích. Theo tờ Bola, thất bại trước đội tuyển Việt Nam đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của ông Shin Tae-jang. Ông Shin Tae-jang tới Indonesia với tư cách là một vị huấn luyện viên đẳng cấp của World Cup 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông ấy đã bị hủy hoại do thua Việt Nam và Thái Lan trong hai kỳ AFF Cup, khó giúp cho Indonesia cạnh tranh chức vô địch với hai đối thủ này. Trước khi đến với bóng đá Indo, huấn luyện viên Shin đã sở hữu profile từng dẫn dắt đội U23 rồi U20 Hàn Quốc, đỉnh cao nhất là thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tham dự World Cup 2018. Dưới sự chỉ đạo của ông Shin, Hàn Quốc đã gây địa chấn khi đánh bại Đức 2-0. Nhưng không vì thế mà giành vé đi tiếp, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc không gia hạn hợp đồng với ông Shin. Sau khi từ chối ở các câu lạc bộ vô địch Nhật Bản, Trung Quốc và nhà cầm quân 53 tuổi đến bóng đá Indo vào cuối năm 2019. Sau những thất bại, từ việc thay chức bị sa thải ở thời điểm hiện tại cũng là tốt cho ông Shin, để ông ấy không phải kéo dài sự nghiệp của mình với những thất bại của đội tuyển Indo. Bola nêu quan điểm. Trở về trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2022, trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc với tỷ số 2-2. Đây là một bất lợi cho đoàn quân của ông Park. Tuy vậy, Hùng Dũng và các đồng đội sẽ quyết tâm hơn nữa. Và dưới đây là 3 lý do để tin Việt Nam có cơ hội lội ngược dòng. Một, cái duyên của thầy Park tại Thái Lan. Trước khi làm nên chiến công thường châu 2018, thầy Park đã vượt qua U23 Thái Lan trong trận tranh huy chương đồng giải đấu M150 Cup 2017. Đây là trận đầu tiên mà tiền đạo Công Phượng tỏa sáng, giúp cho đội nhà chiến thắng tỷ số 2-1. Hơn một năm, tại giải đấu King Cup 2019, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất là Nguyễn Anh Đức. Đội tuyển Việt Nam cũng đã giành vị trí Á quân sau khi thua đội tuyển Curacao ở loạt luân lưu. Ngoài hai chiến thắng thì Tây Bắc còn một trận hòa.
Như vậy, thành tích của huấn luyện viên người Hàn trong lần đối đầu với Thái Lan tại sân khách là rất tốt. Thứ hai, kịch bản AFF Cup 2008 được tái hiện. Tại AFF Cup năm 2008, đội tuyển Việt Nam đã gặp đội tuyển Thái Lan tại trận chung kết. Đây cũng chính là trận chung kết duy nhất AFF Cup mà Việt Nam đối đầu với Thái Lan. Trong hai trận chung kết AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam cũng đã bị đội tuyển Thái Lan cầm hòa trên sân Mỹ Đình. Tuy vậy, chiến thắng 2-1 ở lượt đi tại sân vận động Jamanangala đã góp phần đưa đoàn quân của huấn luyện viên Calisto lên ngôi vô địch. Bàn thắng của Lê Công Vinh ở phút bù giờ hiệp 2 là một khoảnh khắc mà người hâm mộ Việt Nam nhớ mãi. Tại chung kết năm nay, chúng ta một lần nữa bị đội tuyển Thái Lan cầm hòa tại Mỹ Đình. Để giành chức vô địch thì đoàn quân của ông Park phải giành chiến thắng trước đội chủ nhà. Hy vọng kịch bản năm 2008 sẽ được tái diễn. Tiến Linh và đồng đội sẽ có những giây phút thăng hoa giúp đội tuyển Việt Nam một lần nữa giành chiến thắng. 3. Món quà ý nghĩa chia tay ông Park. Giải đấu AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Do đó, ở tất cả các cầu thủ sẽ mong muốn có một chiến thắng để làm món quà chia tay thầy Park Hang-seo. Trong một ngày thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, những chiến binh sao vàng vượt qua được mọi khó khăn để mang chiếc cúp vô địch về cho Tổ quốc. Sau trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, chắc hẳn đội tuyển Việt Nam sẽ phải mổ xẻ và rút kinh nghiệm. Khó khăn đang chờ đón thầy trò vị huấn luyện viên Park Hang-seo và điều quan trọng là các cầu thủ Việt Nam cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, gắt cao hơn và không bỏ mục tiêu. Trận đấu trên màn đấu trí đỉnh cao của huấn luyện viên Park và Bầu Kinh đồng thời cũng là cuộc đại chiến của hai nền bóng đá đang phát triển nhất trong khu vực. Trận chung kết giữa hai đội Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 1 năm 2023 tại sân vận động Thammasat.